đầu đổ sen ha, viền đen, tay là tay vẽ ha, màu hồng rất là nữ tính luôn nha, phối cùng một chiếc váy ha, váy phong chữ A nhẹ nha. Ở đây là cái nhịp này là làm kiểu ha, cái khoen này là có thể di động được, mình thích để đâu cũng được tùy mình ha. Đằng có hai túi nè, rất là sang chảnh luôn nha, cái này mình mặc đi làm hoặc là đi những buổi tiệc nhẹ cũng được nha, phối nguyên một bộ luôn, nguyên một bộ vậy rất là lợi ha, giá chỉ hơn 300 nghìn thôi, nhưng mà mua một được hai nha. Váy phía sau là lưng thun nha, do mình ốm 50 tiếng mặc nó bị dư nha, cái form này là mấy bạn từ 60-70 tiếng mặc là vui tươi thoải mái luôn ha. Phía sau váy là lưng thun.